giờ đang bay đồ phớt. Đi gặp khách hàng đủ gì ăn không? Nhưng mà ý là vậy cái báo lại mình chứ Vietnamese.
massage từ A đến Z là 50 triệu. Massage đến khi ra thì thôi đúng không? Là 50 triệu đúng không? Thank you em đi. Là về Pháp chứ không liên quan đến Pháp. Xem tốt tốt quá anh thích em ạ. À? Đấy, như thế là massage ra được mà đúng không? Massage ra được nên thích em đúng không? Combo 15 triệu từ A đến Z. Có cả combo 1 triệu từ A đến Z nữa. Có cả combo từ A đến Z đến 500 thôi. Đi kiểu tiền nào vào đấy. Sao ai cũng bảo mình giống vợ tin. Còn anh hỏi mấy thằng ngoài Bắc xem là mấy cái dự án Samsung LG sao này. Nó có nghĩ là Samsung à? À, nó gặp vấn đề từ 600 từ B đến C. B đến C là cái gì ạ? Sao cái dự án nó xung nó dừng hết rồi chị, do gì, do từ A đến Z điện thoại không bán được hay là do đây là cuối cùng làm lại B mới hay là cái gì ở rồi? Không có. A là xin chào quý khách, do chiến tranh thương mại Hàn Quốc Nhật Bản á, thì em thấy Samsung Hồ Chí Minh nó có tác động gì đó rồi đó, thì bên phía ngoài Bắc okay. Có tình hình gì chưa? Wow. Wow, giá căng lắm. Vì thấy nghe nói là bên Hàn Quốc là thông tin anh nói luôn là bên Hàn Quốc là bên. Em ơi, sao toàn là chị vừa nấu cơm xong đang đợi đang đợi nó chín. Hàn Quốc cấm MC nhập về Hàn Quốc bán đó, vậy vậy. Wow. Thông tin cho bạn không? Xin hỏi xin tình hình thế nào? Vì em tính nếu hiện tại là được 650 đúng không? Cho 650 đi. Thì nếu mà 1.4 tỷ là phải 750. Vâng ạ. 750 thì nếu mà chia đều ra còn 5 tháng nữa là mỗi tháng phải được 150. Nhưng tháng 12 có thể ít lại. Trần Duy Hưng mà xa đàn à? Thì tính 8, 9, 10 hôm một là phải được 175. Lầu xanh chấm ớt thì 175 ngàn. Đọc giá khoảng tầm như 300-500 phải. Được cả đi nhờ. 175 ngàn là như là khoảng gần 2-3 tỷ một tháng đúng không? Ít quá ít, tại sao không làm được? Biết luôn. Mình đọc được là nó là rơi tầm từ tầm 300-500. Anh nghe là con nó tí thôi. Uầy, thấy chưa? Em lên nội
tính là tùy khí bán ít chứ đâu có nhiều đâu. Ừ, không thì bán thì cũng dữ rồi. Bây giờ 500 ngàn đi đúng không? Là nhiều là cũng tỷ rồi, tỷ mỗi tháng rồi. Mua nha, giá mua nha. Thì nó bán tỷ rồi, bán tỷ mấy rồi. Là dữ rồi, dữ. Tại vì biết sao, tôi biết sao bán ít là sao? Có nghĩa là nó có bán có xi lanh, có mấy mặt hàng đó, làm đi làm lại à. Để làm cái đó. Vấn đề là chỗ. Nhưng mà như vậy là nó là hàng nhà không có dữ lắm hả? Không có nhiều lắm hả? Vang mà nhặt mấy ngàn, 7-8 ngàn cái. Không tính là TBC lượng vàng được rồi bán mẹ. Đúng rồi, thì đó vấn đề nằm chỗ đó, có mấy an tâm mấy đi lắm lại. Đó luôn. Và nó chỉ bán được mấy cái đó là bộ lọc, vang, nó điện từ hai đề hai cái 352 DV bán chưa được nữa, chỉ bán đợi ép được thôi. DV thị trường tiềm năng vô TBC trước giờ mình chưa bán van được. Cơ bản nó không có gì đặc biệt, nhất là không có gì đặc biệt, thứ hai là cái cách chọn nó quá khó, quá khó. Làm thì ai tại vì anh làm gây khó cho thằng khách hàng, nó là một cái vấn đề đấy, gây khó cho khách hàng, gây hái cho khách hàng nên khách hàng nó không ưa thôi. Đói rồi. Đói rồi đúng rồi, anh có hy vọng như đâu rồi ấy đúng không? Đói rồi. Lần nào anh cũng đâu có trông chờ vô cái ấy. Tại vì cái đó là một cái khả năng ngoài tầm kiểm soát của mình. Cố gắng chứ. Cố gắng nhưng mà cố gắng hiểu không, nhưng mà cái nó không có mong chờ, hiểu không, không có mong chờ, vẫn cố gắng nhưng không có mong chờ, tại vì nó nằm ngoài khả năng rồi, hơn đạt nữa. Ngoài khả năng của mình, phụ thuộc vô người khác.
thì không thể chủ động. Số gì? Số của bác ấy hả? Làm sao? Vài người khổng lồ. Giờ nó mang lại đâu có nhiều đâu ta, nhưng mà nó bán được cho khách hàng, nghĩa là tiếp cận được cái khách hàng lớn đó, nó sẽ nó ít nhất thì nó cũng cung supply được cho khách hàng lớn đó. Thì học ý là nói chung là cũng tùy trường hợp, nhưng mà ý là nó có cái cơ hội đó thôi. Với lại khi mà Chung làm như vậy, Chung có cái kho này, Chung có cái kho, Chung sẽ dựa vô đó bán cái bán cho khách hàng khác cũng được nữa. Anh Mỹ Việt đứng đầu thiên hạ. Được, đây gọi là cơm trộn Hàn Quốc.
Dạ hả? Tao ghét hả? Hả? Sao? Dạ tao ghét lại. Bao nhiêu á? Một đô. Đô. Một đô mà nhân cho 900 cái bao nhiêu? Là cái mã mà 18 đô hả? Đúng rồi. Cao 49%, 39%. Giảm thêm 39% nữa. Chắc kéo được rồi. 9.000, 10.000 đô. Nè, dữ dằn hả? 9.000 cái. 900 cái. À, 900 cái mẹ được có 10.000 đô. Quá. Mỗi loại 600 cái mà. Thật ra nó có bao nhiêu 16.000 đô như thế nào. Đô nó vậy đó. Bây giờ 50.000 đô là nhiêu? 50.000 đô là tỷ mấy rồi đó, thấy ở mà. Chứ là tại vì ở mà phải tiền 50.000 đô mình nói đó. Cái nhỏ quá thì nó là tỷ mấy rồi. Thắng đâu ra tỷ mấy mà đã xong mà. Quá yếu.